Nè. Dạ. Con cầm tiền á, con ra ngoài đầu hẻm nè. Con ăn cơm rồi con đi học thêm nha. Bữa nay nội nấu cơm không có được. Con thưa bà nội, con đi học. Ừ, thôi con đi học đi. Dạ. Ê, bà già, đưa tôi ít tiền coi. Tao không có tiền. Tôi xin tiền là để tôi đi công chuyện đó nha. Đó, tao nói tao không có tiền mà. Hồi nãy tôi thấy bà đưa tiền cho thằng Tuấn rõ ràng. Chính mắt tôi thấy nè. Đó, tao có mấy đồng mà. Để tao cho nó ăn cơm, nó đi học rồi. Mày vừa vừa phải thôi nha. Có mấy ngàn bạc rồi mà mày cũng không tha cho tao nữa. Hèn chi con vợ mày á, nó không bỏ mày nó đi sao được. Nè, cấm bà nhắc tới con vợ của tôi kia chưa? Hả? Đừng nói nhiều nữa, tiền đâu? Nó nói là không có tiền mà. Có tiền mà mày đâu hả? Mày lấy tiền mày đéo không thích, mày nghiện ngập đâu à. Trời ơi, sao thằng tôi khổ như vậy là trời. Trời ơi, có thằng con nghiêng ngập như vậy nè. Trời ơi, vì tiền bạc nó lấy hết trơn rồi nè. Trời ơi là trời. Chị có sao? Thằng này á, càng ngày nó càng quá đáng mà. Sao không chị? Chị coi nó chịu nổi không? Chị coi nó vợ chồng á, cái thui cái mần á, cái ca cấp cứng để dành vậy đó mà bây giờ nó lấy nó đi út chết hết rồi, đồ đạc ở trong nhà nó đem đi cầm nó chết út hết rồi chị ơi. Trời ơi khổ quá chị ơi. Thôi được rồi, trời ơi thiệt. Chị nghe hai người lớn tiếng nãy giờ là chị biết có chuyện rồi, nhưng mà chị đâu có dám chạy qua, sợ nó đánh giống như bữa hổm. Đợi nó đi rồi chị mới chạy qua đó chứ. Chị biết không, nó đánh vợ chồng tôi rồi nó phá làng phá xóm á, nhiều khi tôi muốn cho người ta bắt nó đi tù cho rồi á, để cho vợ chồng tôi nó sống yên thân chị ơi. Chị coi đó, đồ nhà trong nhà nó cầm cố hết trơn rồi. Rồi nó hút chích, rồi tôi phải cắt cụm mần á để nuôi con nó, rồi nuôi nó nữa, cho chị thấy không? Thôi, kệ, ráng đi. Cái số của mình nó vậy rồi. Bây giờ á, thì lo cho thằng Tuấn. Mẹ nó bỏ đi, không có nhìn mặt nó. Còn ba nó thì đổ đốn vậy. Thiệt tội cho thằng nhỏ hết sức. Không biết làm sao mà nó sống nữa. Nó lại gây chuyện nữa hả bà? Mẹ già kia, làm gì bà nhìn tới kiểu đó? Bà khi dễ tôi phải không? Trời ơi là trời, tôi lại cậu mà. Tôi nãy giờ tôi có dám nhìn gì cậu đâu. Rõ ràng là bà liếc thẳng vô mặt tôi. Bây giờ bà còn nói không có là sao hả? Trời ơi, cái thằng nghiện gặp trời đánh. Bây giờ mày có cho tao đi về không? Không thôi là tao la lên cho bà con nó sớm nghe hết bây giờ nè. Là hả? Bớ người ta, cứu tôi với. Bớ người ta. La đi, la đi. La cho người ta biết tao là thằng nghiện nè. Hả? Mày nhìn cái gì? Hai cha con ông nhìn cái gì? Vô tôi đốt cả hai cha con ông luôn đó. Biết đi hết đi, đi hết đi. Cơm xong. Dạ. Sao bà không ăn? Ăn cháo ăn măng đi. Nãy tôi đi ra chợ á, tôi nghe á, mấy người ngoài chợ á kể cái chuyện á, thằng Hùng á, nó đòi đánh bà Bảy rồi nó đòi giết bà Bảy. Tôi thiệt không, tôi nhục ơi là nhục á. Tưởng đâu là có thằng con trai mà sao. Thôi bà đừng nói nữa.
để thằng Tấn nó ăn cơm. Bà ăn đi bà. Ăn đi con. Tại sao ăn cơm mà không đợi tôi về ăn? Hả? Mấy người cũng khi dễ tôi luôn phải không? Hả? Mẹ bảy, hồi sáng bà lườm tôi cái gì? Hả? Bây giờ bà còn liếc tôi nữa hả? Bà có tin là tôi qua nhà bà, đốt nhà bà hay không? Hả? Bà đi đâu vậy? Hả? Bà khi dễ tôi nữa phải không? Hả? Bà có tin là qua nhà bà, đốt nhà bà luôn không? Hả bà bảy? Bà đâu? Qua nhà bà, tôi đập nát cái nhà bà luôn đấy. Bà có tin không bà bảy? Bà đợi đó nha. Bà bảy. Ê, mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Trời ơi. Mày điên hả? Ba mày mày cũng dám đánh hả? Ông cũng dám đánh tôi nữa hả? Tôi phải vĩnh ông. Con mà sao con đánh hả? Bà dám cản tôi hả? Không có đánh mày. Giết ông nè. Giết ông cái gì nè. Cục bà. Cục cản tôi hả? Muốn không mà chết đi. Dám cản tôi hả? Trời ơi nè. Nó lại gây chuyện nữa hả bà? Kể nha cái chuyện á, thằng Hùng á, nó đòi đánh bà Bảy, rồi giết bà Bảy. Thiệt, nhục ơi là nhục á. Trời chết à. Thằng bịch dậy, thằng con đạn. Mày không gây ba mày yên á. Ông ơi, đừng đánh con nữa ông ơi. Bị cáo Phạm Văn Thắng và bị hại Phạm Mạnh Hùng là mối quan hệ cha con ruột thịt, tại sao lại gây ra bi kịch như thế này? Kính thưa hội đồng xét xử, từ ngày nó tìm đến rượu chè ma tí, nó biến thành một con người khác, không còn là con người của nó nữa, không còn là con trai của bị cáo như ngày xưa nữa. Nếu bị hại có trình tới ma túy, tại sao không đưa đi trại cai nghiện hoặc tìm đến sự hỗ trợ của pháp luật mà lại ra tay với con trai của mình? Kính thưa hội đồng xét xử, bị hại lúc tỉnh táo thì không sao, nhưng vì thương con, cũng vì xấu hổ và nhục nhã với bà con chòm xóm, tôi cố khuyên nhủ để nó tỉnh ngộ mà thay đổi, nhưng nó càng ngày nó càng đổ đốn, dẫn chứng nào tật đó, không thể khuyên bảo được nữa. Hôm đó nó về chửi rồi giết hàng xóm, bị cáo và vợ chạy ra can ngăn cũng bị nó đánh thẳng tay, vì quá tức giận và không kiềm chế được nên bị cáo đã lỡ tay đánh chết con mình. Bị cáo hối hận lắm. Mời đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Văn Thắng đối với bị hại Phạm Mạnh Hùng là hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Cụ thể là do bị hại đã có hành vi và lời lẽ quá đáng đối với chính cha mẹ ruột của mình, khiến bị cáo đã không kiềm chế được hành vi. Căn cứ Điều 126 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 12 tháng tù giam cho tội giết người đối với bị cáo Phạm Văn Thắng do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Trinh đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, vợ chồng của tôi á, vì cũng khổ sở với nó quá nhiều. Vợ nó chịu không nổi cũng bỏ đi,
nó bỏ con lại cho tôi nuôi. Nhưng hôm đó, đó nó nhậu nhẹt say xỉn, rồi nó về nó chửi chòm sớm, nó đòi giết bà Bảy, rồi nó đánh cả vợ chồng tôi. Chồng tôi mới thấy là nó đánh tôi, cho nên chồng tôi mới cây đánh nó lại. Thì vợ chồng tôi á, chồng tôi không có cố tình mà để giết cho nó chết. Chồng tôi á thì bệnh đủ đều, tôi không mong gì hơn, tôi chỉ mong hội đồng xét xử xem xét và giảm án cho chồng tôi, để chồng tôi còn về để phụ nuôi cháu nội nữa. Mời bà ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Bảy, hàng xóm của gia đình bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có biết gì về sự việc xảy ra ngày hôm đó hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi ở cạnh nhà của bị cáo. Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh Hùng nhậu nhẹt về rồi chửi bới, đánh đập cha mẹ mình. Chính bản thân của tôi cũng bị Hùng đánh nhiều lần chỉ vì can ngăn. Ngày hôm đó tôi đi chợ, dọc đường thì gặp Hùng đi ngược lại. Tôi sợ quá đi nhanh lên, Hùng kéo tôi lại bắt bẻ, nói là tôi khinh thường đó. Một hồi cự cãi á, là tôi có đẩy Hùng té. Rồi tôi sợ quá chạy nhanh lên kêu cứu. Chỉ vì vậy á, mà Hùng nó nổi điên lên, mới xảy ra sự việc ngày hôm nay. Vợ chồng ông Thắng rất là hiền lành, tử tế. Chỉ vì thằng Hùng nó quậy quá nên mới xảy ra sự việc vậy. Xin tòa hãy xem xét mà giảm án cho ổng. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Phạm Văn Thắng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến gì về mức án của viện kiểm sát. Tôi rất hối hận về hành vi của mình. Dù sao nó cũng là con ruột của tôi. Trong giây phút thiếu kiểm soát, tôi đã xuống tay một cách tàn nhẫn. Đến khi bình tĩnh lại thì sự việc đã quá muộn, tất cả đều không thể cứu vãn được nữa. Cháu tôi đang chịu cảnh cha má chia lìa, nay lại chịu cảnh mất cha. Tôi hối hận lắm. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Văn Thắng đối với bị hại Phạm Mạnh Hùng là giết người. Bị cáo và bị hại là cha con ruột thịt, thế nhưng bị hại có nhiều hành vi và lời nói không đúng với đạo nghĩa làm con. Hơn nữa còn rượu chè, cờ bạc, ma túy gây ra nhiều đau thương cho gia đình, dẫn đến bị cáo không chịu được bình tĩnh, dùng khúc cây to đánh vào bị hại nhiều cú chí mạng, khiến bị hại tử vong tại chỗ. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng. Căn cứ vào điều 126 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thắng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Thôi mình về mà. Một vụ án mà bị cáo Thắng được trả tự do ngay tại tòa. Nhưng nỗi ám ảnh, nỗi đau về tội lỗi giết con chắc hẳn sẽ ám ảnh ông rất nhiều. Trách cứ ai đúng ai sai thì người chết cũng không thể sống dậy. Nhưng nếu như bị hại Hùng biết sống đúng đắn, biết nghĩ đến đứa con thơ,
biết nghĩ đến cha mẹ già, không đưa mình lún sâu vào ma túy tệ nạn thì bi kịch đã không xảy ra. Còn về phía những người làm cha làm mẹ, thay vì chịu đựng, thay vì bao che, hãy nghiêm khắc dạy dỗ con mình. Nếu như không làm được thì còn có sự can thiệp của pháp luật. Đừng để đến lúc mọi việc không thể cứu vãn thì lúc đó mới ăn năn, mới ân hận. Thưa hội đồng xét xử, căn cứ vào cáo trạng, viện kiểm sát đề nghị khởi tố bị cáo Nguyễn Thị Hương theo điều 93 khoảng 1 điểm A Bộ luật hình sự năm 2015 phạm tội giết người. Đề nghị mức án cho bị cáo Hương từ 7 đến 8 năm tù với tội giết người. Tôi xin hết. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Xin mời luật sư trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi cho rằng truy tố bị cáo về tội danh giết người là thiếu căn cứ và không đủ tính thuyết phục. Bởi vì về mặt chủ quan, bị cáo không có động cơ, mục đích để giết chết bị hại. Bị cáo chỉ mong thoát khỏi bị hại. Bị cáo chống cự quyết liệt, chỉ nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm và trinh tiết của mình khỏi hành vi xâm phạm nghiêm trọng của bị hại. Hoàn toàn không có động cơ cũng như là mục đích giết chết bị hại. Và hành vi của bị cáo chỉ là phòng vệ chính đáng, không phạm tội. Cho nên tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét chuyển tội danh của bị cáo từ giết người sang giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Thôi, về nha. Không cái rồi về. Được chưa nè? Rồi. Anh mua chai thuốc bổ này cho em nè, uống đi. Thôi để ốm đó. Thôi, thuốc này đắng lắm, em không uống đâu. Thôi mà, ráng uống đi. Nguyễn Thị Hương, cô gái trẻ từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân. Cũng như bạn bè cùng trang lứa, cô ao ước có một mối tình lãng mạn với một chàng trai thành phố đẹp trai và hào hoa. Còn đây là chân dung của Nguyễn Văn Tú, một thanh niên thất nghiệp, ăn chơi, lêu lỏng, hay đông đưa, tán tỉnh các cô gái trên mạng. Vậy nè thằng quý. Ừ, 12 giờ trưa kêu tôi dậy. Bữa nào như bữa đấy, biết mày làm biến như quỷ vậy. Nấu gì ăn chưa kêu tôi dậy vậy? Giờ này á, có mì gói thôi. Thôi mì gói tao không ăn đâu, tiết kiệm. Tiết kiệm? Tiết kiệm cái con khỉ. Ngày nào mày cũng nướng tiền vô game với gái á. Ở đó mà tiết kiệm. Ê, mỗi người có niềm đam mê người khác nha. Đừng đụng chạm đam mê của tao. Ăn mình rồi đi. Với bản tính khép kín, nhút nhát, Hương ít giao du với bạn bè bên ngoài. Càng ngày cô càng thu mình vào trong thế giới ảo. Tao vui, tao cười. Ý tao á là ai mà làm cho mày vui dữ vậy? Mày ganh tị nó đó. À, cái người công tử ở Sài Gòn như gì? Đâu, cho tao coi ai ra trang đi. Đây á hả? Ừ. Ủa? Thôi nhìn mà không có giống như mặt công tử đâu. Con này, chứ sao mày giống? Không biết nữa nhưng mà không, nhìn sao sao á. Sao gì? Mệt mỉu quá à. Ảnh á, tâm sự mặc dù á là con nhà giàu, nhưng mà không có muốn dựa dẫm vô gia đình, nên nhìn bình thường vậy á. Thì không đó. Thiệt, tao lừa mày chi? Anh đang làm việc với đối tác, nhớ em quá à, nên nhắn cho em một tin. Không hiểu sao
Từ khi quen em, hình bóng của em đã thuộc về anh rồi. Em ơi, trong trái tim của anh luôn có hình bóng. Thằng này, để tao tập trung, tao nhắn tin cho em coi. Tao lại mày Tú, mày ở nhà mày nhắn cho ba em mà mày nói là anh đang làm việc với đối tác. Nói gì mới tin chứ mày. Mày xạo, vừa chưa tao xạo chứ. Kệ tao mày, ngu thì chịu thôi. Nói gì nói á, chứ chơi có tâm nha. Con gái người ta là con gái nhà lành đó. Sao mày biết? Thì tao đón. Trời, mày có thấy tận mắt chưa? Có rờ tận tay không mà đón? Chị cho mày rờ thử chưa? Chưa. Sao không thử đi? Quen nhau cũng 3 tháng rồi, chết ổi gì nữa. Mày có biết, mày phải để từ từ, em mới mê. Mày cứ làm trước vậy em mới có mê này. Còn bây giờ tao chỉ tập trung vô à. Công việc chính của tao là đánh bài chơi game. Ê, coi chừng bị công an hốt nha ba. Hốt chuột mặt mày á. Tao đánh bài trên mạng làm gì hốt. Lao. Như mọi đêm, gã thanh niên này lại thức trắng để chơi game trên mạng. Càng đánh, máu hơn thua của Tú càng nổi lên. Y thua liên tục và trong phút chốc, tài khoản tiền của y đã không cánh mà bay. Ngu quay, tối nay tao quyết đấu với mày. Tao mà không chơi, tao phải là game thủ. Alo, chị hai hả? Bữa miếng đất em coi sao rồi chị? Những khi hết tiền, Tú vẫn thỉnh thoảng đi trộm đồ của người khác để có tiền tiêu xài. Ê, kia mày làm gì mày? Cô có sao không? Dạ không, em không sao. Anh đuổi theo ai vậy? Thằng đó nãy tính đang trộm chiếc xe tôi đó. Cô không sao hả? Trời ơi, dạ không sao. Dạ vậy thôi, em cảm ơn anh nha. Thôi cô đi đi. Sao mấy ngày rồi anh Tú không liên lạc ta? Có chuyện gì không ta? Hay là mình để mày cho ông giận trời? Hương. Ừ. Mày làm cái gì mà ngồi thẫn thờ rồi lẩm bẩm cái gì đó? Mấy ngày nay ông Tú không có liên lạc với tao. Tao lo. Lo hả? Lo á thì qua nhà người ta. Con người ta có bị sao không? Tao không có biết nhà. Cái gì? Không biết nhà luôn hả? Quen bạn trai bao nhiêu tháng rồi mà không biết nhà. Vậy thì qua công ty thử đi. Không biết công ty luôn. Không biết công ty luôn. Trời ơi, chán mày ghê. Vậy người ta con cái nhà ai, thân thế làm sao? Mày biết không vậy? Thì chỉ biết con nhà đại gia. Chứ con ai sao tao biết. Chán mày này ghê. Quen người ta gì mà không biết cái gì hết vậy? Thường chưa gặp mặt lần nào mà. Chưa gặp lần nào? Vậy mà tối nào cũng có người tương tương như đúng rồi vậy đó. Thì tại vì ổng là mối tình đầu của tao. Với lại chắc ông bỏ tao rồi. Hôm bữa ông hỏi tao á là em có thương anh không, thế tao ngập ngừng. Thôi, bỏ qua một bên đi. Vô tắm rửa ăn cơm. Mày nè, mai mốt quá có thương ai á thì nói đại cho người ta biết nha. Chứ để người ta mà thương người khác á, mày hối hận không kịp đâu. Sao? Sạch túi rồi mới mò về đúng không? Sao rồi biết? Nhìn hai chữ, hết tiền trên mặt kìa. Không biết sao á, cái mày tao đen quá. Vậy thì mày giải đen đi. Giải bằng cách nào? Ghé tai qua, tao chỉ cho mày cách giải đen của các đại gia.
Thôi, tao chưa gặp nhỏ lần nào vậy á, biết nó làm sao mà giải đen. Tùy mày à, nhưng mà cách tao chỉ á là hiệu nghiệm đó. Khùng. Tao nói thiệt đó. Hương đã dành niềm tin ngây thơ của mình cho Tú, người con trai xa lạ chỉ quen biết qua mạng. Cô không hề biết rằng Tú chẳng yêu thương gì cô, mà đó chỉ là những trò mua vui của một kẻ vô công rỗi nghề. Tiền cho mượn vài chục ấy. Tú, tao nhìn mày sao tao ngán quá. Ngán gì? Bộ mày thấy tao xui gì? Mày vui lắm hả? Nè, tao chỉ cho mày cách xả xui đàng hoàng nha. Tại mày không làm thôi. Ê, có khi nào mày nói đúng không ta? Ê, nhưng mà 11 á, tao có hẹn nó đi chơi á, mày cho tao một chiếc xe nha. Thì xe đó, chừng nào đi á thì mày lấy. Đã 3 ngày trôi qua, Tú không liên lạc với Hương. Thật ra, đây là chiêu của Tú để khiến cho Hương nhớ nhung hắn nhiều hơn. Alo, Hương hả em? Dạ. Ủa, sao 3 ngày rồi anh không liên lạc với em? Ừ, tại mấy bữa nay anh về quê á, rồi anh không có gọi em được. Anh nhớ em quá à. Mình gặp nhau được không em? Dạ, nhưng mà khi nào anh? Tối nay á, anh tăng ca tới 10 giờ mới ra. Có gì anh qua anh đón em luôn ha. Dạ được. Bye em. Bye anh nha. Wow. Trời ơi, xoay một vòng coi. Trời ơi, mày quyến rũ lắm luôn đó Hương. Chuyện này là ông chỉ từ chết thì tao bị thương thôi. Mà tao thấy hồi hộp quá à. Nói thiệt nha, tao cũng hồi hộp lắm đây nè. Tao đi hẹn hò mất mấy mày hồi hộp. Mày không thấy cái gì kỳ hả? Hẹn hò lần đầu mà hẹn lúc nửa đêm. Thì tại ánh bận mà. Thôi được rồi, đi dọn mày vậy. Đứng lại đi. Alo, em nghe nè. Rồi, em ra liền nha. Mày, nhìn lại coi, được chưa? Được, đẹp rồi. Được rồi phải không? Ừ. Vậy ta đi nha. Ừ. Ngon này. Ê Hương. Hương đã có cuộc hẹn với người bạn trai đầu đời của mình, như đúng với mơ ước của cô. Trong đầu cô gái này còn những mơ mộng về một tình yêu lãng mạn và đẹp như thơ. Em nhắm mắt lại đi. Đang ở đâu vậy anh? Đi rồi biết. Anh sẽ dành cho em một sự bất ngờ. Qua đây. Mình đi đâu vậy anh? Thì mình đi tâm sự á em. Thôi, ở đây tối thui à, em sợ lắm. Sợ cái gì? Có anh đây rồi, em đừng có sợ nghe. Thôi, mình đi chỗ khác đi. Anh không đi, em đi về á. À, anh làm cái gì vậy? Thương em Hương. Thôi em ơi. Điện thoại.
ông trời sao mày á cũng phải giúp tao thôi. Mày không phải là con người. Tao mới là con người. Tao là tâm thú. Tâm thú đối xử với mày như thế nào? Bị cáo nói bị cáo chỉ là tự vệ và không có động cơ giết người. Vậy tại sao bị cáo thấy bị hại bị thương mà lại không kêu gọi mọi người đến để cứu giúp? Thưa hội đồng xét xử. Mời luật sư bào chữa cho bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, theo kết quả giám định pháp y cho thấy trên người của nạn nhân có nhiều mẫu tóc, và những mẫu tóc này được kết luận là của bị cáo Nguyễn Thị Hương. Trên móng tay của nạn nhân cũng có nhiều vết máu, và những vết máu đó cũng đã cho kết quả là của bị cáo, trùng khớp hoàn toàn với những vết cào trên ngực của bị cáo Hương. Những bằng chứng này đã khẳng định nạn nhân đã rất quyết liệt bằng mọi giá cưỡng hiếp bị cáo, và khi nạn nhân dùng dao khống chế thì bị cáo mới có hành động tự vệ cho bản thân của mình. Hơn nữa, kết quả giám định pháp y cũng cho thấy là nạn nhân tử vong không phải do vết thương từ con dao của bị cáo tự vệ, mà là do chấn thương vùng đầu khi nạn nhân va vào bờ tường tại con đường xảy ra vụ việc. Thưa hội đồng xét xử, cho nên tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xem xét, vì bị cáo và nạn nhân quen nhau trong một thời gian ngắn, hẹn nhau đi chơi, nhưng nạn nhân lại có hành vi dùng dao khống chế đòi quan hệ tình dục trái ý muốn của bị cáo. Đối với một cô gái trẻ thì trong trường hợp như vậy, sự phản kháng là rất cần thiết, và pháp luật cũng cho bị cáo được quyền phản kháng trong phạm vi cho phép. Tôi xin hết. Cảm ơn. Mời luật sư ngồi xuống. Trước khi hội đồng xét xử vào trong nghị án, bị cáo được phép nói lời sau cùng. Thưa hội đồng xét xử, từ nhỏ bị cáo đã được cha mẹ dạy là con gái thì phải biết bảo vệ mình khỏi những sự xâm hại từ bên ngoài. Nên khi biết bị hại có ý đồ không tốt với mình, bị cáo đã cố gắng dùng giải hết sức. Trong tình cảnh đó, bị cáo không biết làm gì hơn. Bị cáo hoàn toàn không có chủ đích giết chết bị hại. Bị cáo rất là ân hận. Dạ, bị cáo xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi nghị án, xét thấy phần lớn lỗi thuộc về nạn nhân. Bị cáo không chủ ý giết người. Hành vi của bị cáo chỉ mong thoát khỏi sự hãm hại của nạn nhân. Nên hội đồng xét xử quyết định chuyển tội danh giết người sang giết người trong tinh thần bị kích động mạnh. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương 9 tháng 16 ngày tù, đúng với thời gian tạm giam. Vì thế, bị cáo sẽ được trả tự do ngay tại tòa. Tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Phiên tòa kết thúc với sự vỡ òa của những người dự phiên xét xử. Ai nấy cũng mừng cho cô và hài lòng về tính nhân văn của những người cầm cán công lý. Thế nhưng, đây cũng chính là bài học đáng giá cho những cô gái trẻ khi đặt niềm tin sai chỗ với những cuộc tình ảo trên mạng. Và với Hương, dù cô trắng án, nhưng cái chết của Tú có thể sẽ là ký ức buồn suốt cuộc đời mà Hương không thể nào quên. Sẵn hôm nay có chú với má để con nói luôn, là con không đồng ý cái mối quan hệ giữa chú và má như vậy. Chú thì đã có gia đình rồi, còn ba con mới mất cách đây hơn một năm, mà má lại qua lại tư tình với người khác, mà là bạn thân cũ của ba con nữa. Má thấy có kỳ cục không hả má? Thì má với chú chỉ có nói chuyện thôi, chú có làm gì đâu con. Có làm gì hay không á thì má với chú tự biết, nhưng mà con muốn má với chú chấm dứt, đừng có qua lại với nhau ngay từ hôm nay nữa. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, con đang rất là bình tĩnh và rất tôn trọng chú và má.
cho nên con mới nói chuyện như vậy. Con không muốn tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa đâu. Mặt dạy. Có gì từ từ, tôi nói nó sao? Sao nội không ở chơi với con ít bữa nữa đi, mà nội về liền vậy? Nội con đang dịch nữa con. Đi lâu, nội không yên tâm. Có phải nội buồn chuyện của má con không? Chuyện đến nước này rồi, buồn cũng đâu có giải quyết được những gì nữa con. Nội đã khuyên nó, thằng Hoàng mới vừa mất một năm. Mà nó không nghe, khuyên nó đừng có làm như vậy, người ta cười cho. Mà nó cũng không nghe, nội giả đuôi cho rồi. Dạ con chào cô. Có quen biết cái gì đâu á mà chào. Cậu không thấy xấu hổ hả? Khi mà má cậu cứ đi dụ dỗ đàn ông như vậy. Nếu mà cậu biết điều á, cậu về cậu nói với má cậu á, đừng có đi phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi nữa. Như vậy không có được đâu. Dạ. À, thôi mình đi thôi, trễ chuyến xe bây giờ đó. Bữa giờ anh nhớ em quá à. Ai biểu qua chi, rồi nói nhớ người ta. Qua gì mà qua, có con em ở nhà, sao anh dám? Mà nó đâu rồi? Nó ra bắt xe, cho ông nội về quê rồi. Chút nữa mà nó về nó thấy mình ngồi vậy đó, là mệt lắm á. Cái tính nó nóng nảy, y chang giống như thằng cha nó vậy đó. Mà bây giờ mình kiếm cái chỗ nào mình kín đáo ra. Thì chỉ có phòng ngủ là kín đáo, chỗ nào. Ây da, anh ý bốn vía lắm. Vô trong đó nằm á, cha Hoàng ám ảnh anh á. Ông mới nói cái gì đó hả? Con bắt xe cho ông nội về quê rồi hả con? Sao vậy hả má? Hôm bữa con đã nói với hai người thì sao? Đừng bao giờ tiếp tục qua lại với nhau nữa. Mà sao hễ canh những lúc mà không có con ở nhà thì hai người lại làm cái trò này vậy hả? Má à, má không nghĩ cho con á thì nghĩ cho ba con chứ má. Con ra đường người ta nói đầy tai đầy vô mặt con đi kìa. Con mới gặp vợ của ông Lịch á, bả nói với con là có má đừng có qua lại với chồng má nữa. Thì con nghe con nhục nhã quá má ơi. Nè, tao nói cho mày nghe nha. Cái chuyện tình cảm giữa tao với má mày á là chuyện của người lớn. Mày là trẻ con, mày không có được dính dáp vô cái chuyện mà can thiệp cái chuyện tình cảm của tao, mày hiểu không? Cái đó là chuyện của má con tôi. Còn bây giờ á, ông đi về bển giùm tôi một cái. Đi về bển đi. Thôi mà hai người đừng ôm sùm nữa, người ta nghe được ta cười chết á. Má đi qua đây. Qua đây. Bữa nay á, tôi nói một lần cuối cùng cho ông biết, tôi cấm ông bén mảng qua lại liên lạc với má tôi nghe chưa? Ông mà còn nữa ông đừng có trách tôi. Mày làm gì tao? Thôi mà, con đi về giùm tôi đi, đi. Con, thôi đi vô đi con, đi, đi. Đi đi. Má xin lỗi con. Má. Má có biết ngày xưa ba còn sống á, ba thương má đến mức độ nào không? Mỗi cái chuyện nặng nhọc thì không có chuyện nào mà ba cho má làm hết á. Vậy mà khi ba mới chết hơn một năm thì má đã tư tình qua lại với người đàn ông khác, mà người đó đó là bạn thân của chồng mình nữa. Má thấy có kỳ cục không má? Cái chuyện mà má qua lại với người ta, quen biết người ta, con không có cấm má. Nhưng mà má đợi cho mãn tang ba đi rồi má muốn làm gì má làm, được không hả má? Bây giờ con ra đường á, ai cũng xì xầm, bàn tán ra vào, thậm chí á, nói thẳng vô mặt con luôn. Người ta nói á, là má với ông Lịch là cái thứ không ra gì. Con nghe, con chịu không có nổi đâu. Con còn trẻ, con chưa có hiểu hết đâu. Mà con cũng biết mà, lúc ba còn sống á, thì ổng hiền lành, nhưng mà ổng bệnh riết à. Rồi chú Lịch á, qua quan tâm chăm sóc má. Thì má mới có cảm tình với ổng. Mà má đâu có đòi hỏi ổng phải bỏ gia đình ổng đâu. Má chỉ cần có một người bầu bạn tâm sự với má là má vui rồi. Vậy thì còn con nè, sao má không tâm sự với con?
con đâu phải là một thằng vô tâm, không quan tâm tới gia đình, không quan tâm tới má đâu chứ. Nhiều khi má cũng muốn dừng lại lắm chứ. Nhưng mà con biết là má cần một điểm tựa. Vì trước đây á, ba con đi làm xa, không bên cạnh chăm sóc, chia sẻ cho má. Nhưng mà má cũng biết rồi đó, cái mối quan hệ giữa má với ông Lịch bây giờ là không đúng. Vì ổng nó có gia đình rồi, lỡ xảy ra chuyện gì rồi người ta biết được, má có giải thích cỡ nào thì má cũng mang tiếng là phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta. Má biết má sai rồi, má có lỗi với ba con nhiều lắm. Mà bây giờ con cho má chút thời gian đi, má sẽ cố gắng giải quyết cái mối quan hệ này. Không có thời gian gì hết, con muốn má chấm dứt mối quan hệ với ổng càng sớm càng tốt. Anh nghe em ơi. Alo, em... Có chuyện gì vậy? Hùng nó lại làm khó làm vậy em nữa hả? Mình chấm dứt đi anh. Em không muốn phá hoại gia đình của anh. Một phần về thằng Hùng nữa. Em hôm nay bị sao vậy? Em bị thằng Hùng ép em đúng không? Không. Em muốn anh á, đừng có qua đây tìm em nữa. Đừng có liên lạc em nữa. Thắm ơi! Thắm! Thắm ơi! Ông đi về đi, má tôi không có ở nhà đâu. Gặp người lớn mà biết chào hỏi gì vậy mày? Tính ra tao cũng ngang tuổi với ba mày đó. Nếu như ông đáng tuổi ba tôi á, thì ông nên làm gì cho tôi tôn trọng ông đi. Đừng có qua đây làm phiền má con tôi nữa. Tao chưa tìm mày tính chuyện á, mày bớt cái miệng lại đi. Sao mày cứ xen chuyện tao với má mày hoài vậy? Tôi không quan tâm ông qua đây, ông kiếm ai, ông làm cái gì. Nhưng mà tôi cấm tuyệt đối ông từ nay ông đừng có qua lại gặp má tôi nữa. Đi đi! Đi về đi. Mày làm gì vậy? Ông đi về đi, đừng có qua nhà tôi nữa. Mày ngon lắm, mày nhớ đi nha, thằng bướng dịch. Ủa, em. Em ở đây ngoài đường ngoài sáng làm mày kỳ lắm ông ơi. Sao hôm nay em làm gì kỳ cục vậy? Đừng có tìm tôi nữa, tôi không muốn tiếp tục cái mối quan hệ này nữa. Nhưng mà anh nhớ em lắm em biết không? Nhớ cái gì mà buông ra đi. Thằng Hùng ép em đúng không? Một phần muốn thằng Hùng. Rồi còn gì nữa? Thì tôi đã nói ông trong điện thoại rồi mà, tôi không muốn làm kẻ phá hoại gia đình của ông. Bây giờ em đang sợ vấn đề này đúng không? Được rồi, anh sẽ về nhà lý dị, rồi qua đây sẽ sống đàng hoàng với em. Còn thằng chồng của em á, nó đã chết gần một năm rồi. Em gạt khỏi nó qua đầu em đi. Sùng vậy, lối số mà ta nghe rồi sao? Nghe nghe cái gì, ai nghe cũng được. Ông Linh, sao ông Linh quá vậy? Tôi đã cấm ông được gặp má tôi nữa mà còn lãng giảng này hoài vậy hả? Tôi đuổi ông về rồi mà. Tôi cấm ông nha, tôi cấm ông qua lại với má tôi nghe. Tao nói với mày á, sao mày cứ xen chuyện tao với má mày hoài vậy? Má, đi vô nha. Đi. Thắm, tôi muốn nói chuyện ông với bà. Má tôi ra, buông ra. Ông với má tôi không có chuyện gì để nói hết trơn á. Tôi nói cho ông biết, ông còn qua lại với má tôi nữa thì có trách tôi nha. Sao mày cứ xen chuyện tao với má mày hoài vậy? Tôi nói cho ông biết, má tôi bây giờ không còn muốn gặp ông nữa. Có đúng không má? Sao? Đó, ông nghe chưa? Ông mà còn qua lại thì có trách tôi nha. Mày muốn làm cho tao, mày cứ giết tao hả? Mày có tin không? Tao cho mày ra phần thòi ngồi với thằng cha mày chỗ đó đó. Ông nói cái gì? Cảm ơn phục phạm tới ba tôi đó. Con nghe. Ông đi về đi, ông về giùm tôi chứ mà. Về cái gì mà về? Tôi nói bà nghe nè, cái thằng mất dạy này á, ba không dạy nó, để tôi dạy nó. Ông muốn cái gì hả? Con, ba má mày không có dạy được mày á, để tao dạy mày. Mày cà chữ á, giết chết mày đó. Ông làm gì thôi? Còn ba nữa, bà không gặp tôi á, bà không ý với tôi đâu.
Tôi nói cho ông biết nha, tôi nể ông đám tuổi cha tôi là bạn thân của cha tôi nha. Bỏ thầy xuống. Ông mà còn nói chuyện kiểu đó nữa đó, không nhìn ông đâu đó. Vô vô đi con. Sao? Mày tính làm gì tao? Mày tính giết tao hả? Mày cũng hèn với người cha của mày thôi. Mày buông tôi ra đi. Không nói cái gì hả? Không nói cái gì hả? Tao nói à, mày cũng hèn giống như thằng cha của tao. Mày làm gì tao? Mày giết tao hả? 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 Tao là thú gì đó? Thú chết hả? À. Trời ơi. Bị cáo Lã Xuân Hùng, tại sao bị cáo lại có hành động dùng cây đánh chết bị hại Phan Văn Lịch? Dạ thưa hội đồng xét xử, do ông Lịch lăng mạ ba của bị cáo và dùng lời lẽ thách thức bị cáo. Lúc đó bị cáo bức xúc quá nên muốn cho ông Lịch một bài học thôi, nhưng không ngờ bị cáo lại làm chết người như vậy. Nguyên nhân gì mà ông Lịch lại lăng mạ và xúc phạm gia đình bị cáo như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, thì trước đây á, ông Lịch với lại ba của bị cáo từng là bạn thân với nhau. Rồi đến khi mà ba của bị cáo bệnh đau yếu nằm một chỗ thì ông Lịch thường xuyên qua lại, nảy sinh tình cảm với má của bị cáo. Đến lúc ba của bị cáo mất đi thì mối quan hệ giữa hai người ngày càng thể hiện rõ hơn, khiến cho bị cáo không thể chấp nhận được. Bị cáo đã nhiều lần khuyên má bị cáo nên dừng lại đi, nhưng mà má bị cáo không nghe. Rồi từ đó mâu thuẫn giữa bị cáo và ông Lịch ngày càng tăng cao. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa xét xử diễn ra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Lã Xuân Hùng đối với bị hại Phan Văn Lịch là tội giết người. Cả hai đã có mâu thuẫn lớn từ trước, nhưng thay vì chọn cách văn minh để cùng giải quyết thì bị cáo và bị hại thường xuyên cự cãi, thách thức, thậm chí dùng bạo lực, mà đỉnh điểm là án mạng đã xảy ra. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi có mối quan hệ bất chính với mẹ của bị cáo. Cách hành xử không đúng mực, gây dồn nén ức chế. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã đưa bị hại đi cấp cứu. Ăn năn hối cải, xét những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, viện kiểm sát đề nghị mức án từ 13 đến 15 năm tù cho bị cáo Lã Xuân Hùng về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời chị Lê Ái Di, là vợ của bị hại Phan Văn Lịch, đứng lên trả lời câu hỏi hội đồng xét xử. Chị có biết gì về mối quan hệ giữa chồng mình và bà Thắm hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi biết chồng tôi và bà Thắm có quan hệ với nhau lâu rồi, từ hồi lúc anh Hoàng ảnh còn sống lận. Nhưng mà tôi không muốn làm lớn chuyện, vì nghĩ là mình là phụ nữ mà cũng lớn tuổi rồi, nếu mà ly dị thì cũng xấu mặt lắm. Với lại chồng mình nó có ra ngoài lăng nhăng á, thì cũng quay lại với gia đình thì cũng được rồi, nên tôi đành im lặng á. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, câu chuyện này suy cho cùng á, thì lỗi cũng là ở chồng tôi và bà Thắm. Tôi rất thông cảm cho cậu Hùng, xin hội đồng xét xử hãy xem xét mà giảm nhẹ án cho Hùng ạ. Mời bà ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Thắm đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Tại sao khi bà biết bị hại Lịch đã có gia đình mà vẫn duy trì mối quan hệ để xảy ra những mâu thuẫn như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi biết á, sự việc nó xảy ra như vậy á, phần lớn lỗi là do tôi. Giá như tôi đừng có quan hệ bất chính với ông Lịch á, thì ông Lịch ông không chết, mà con tôi nó không phải bị tù tội như thế này.
Bà có đồng ý với bản cáo trạng luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ. Tôi mong hội đồng xét xử giảm án dành cho con tôi. Tôi rất là hối hận. Cũng chỉ vì tôi á mà sự việc nó xảy ra nông nổi lên như vậy. Nếu mà có đi tù á, tôi xin hội đồng xét xử cho tôi được thay mặt lãnh án. Pháp luật sẽ nghiêm minh, xét đúng người, đúng tội, không có chuyện nhận tội thay. Mời bà ngồi xuống. Mời ông Lã Xuân Út, là ông nội của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có ý kiến gì thì bản cáo trạng luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, xin tha tội cho cháu tôi. Nó là đứa trẻ hiền lành, vì quá bức xúc nông nổi giữa má nó với ông Lịch mới xảy ra nông nổi. Xin hội đồng xét xử tha tội cho cháu tôi. Mời em ngồi xuống. Bị cáo Lã Xuân Hùng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất ân hận vì hành động của mình. Vì lúc đó bị cáo quá bức xúc vì lời lẽ lăng mạ của ông Lịch. Bị cáo chỉ muốn đánh ổng để cho ổng đi về thôi, chứ không ngờ bị cáo vô tình làm chết người như vậy. Bị cáo rất là ân hận. Kính mong hội đồng xét xử hãy xem xét lại cho bị cáo mà giảm án cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Lã Xuân Hùng đối với bị hại Phan Văn Lịch là hành vi giết người. Bị hại vốn có mối quan hệ bất chính với lại mẹ của bị cáo, đó chính là ngọn nguồn của mâu thuẫn. Sau nhiều lần khuyên ngăn và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ, thay vì suy xét lại vấn đề, bị hại lại thách thức có hành vi xúc phạm bị cáo, gây mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, đỉnh điểm là án mạng đã xảy ra. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã nhanh chóng đưa bị hại đi cấp cứu. Bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, đó là những tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lã Xuân Hùng 13 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Lại một vụ án xảy ra mà nguyên nhân là do không kiểm soát được hành vi của bản thân mình trong cơn nóng giận. Nhưng khi theo dõi toàn bộ phiên xét xử, tôi thấy thương cho bị cáo Hùng vì không thể chấp nhận sự thật mẹ ngoại tình với bị hại Lịch khi cha mới qua đời và bị những lời khinh khi không đáng có mà cậu đã phạm tội trong giây phút nóng giận. Giờ đây, bà Thắm có khóc lóc, có ăn năn cũng không thể mang lại sự trong sạch cho con trai, cũng không thể vơi bớt đi bản án lương tâm của chính mình. Nếu như bà sống đoan chính hơn, nếu như bị hại Lịch biết hành xử đúng mực hơn, thì sự việc đau lòng đã không diễn ra, và bị cáo Hùng cũng không phải chôn mình 13 năm tù sau song sắt chỉ vì mối tình sai trái của chính mẹ mình. Chị, má không có cho em xếp đồ, má nói em xếp ẩu xếp tả. Thôi, thôi chị đi vô chị phụ má cho. Thôi. Sao vậy? Chị ngồi đó đi, chị vô mất công á, má la luôn chị bây giờ á. Mà nè, anh hai á đi làm khi nào về vậy? Em thấy anh đi lâu lắm rồi đó. Chị cũng không biết nữa, mà chắc kỳ này đi lâu á, tại vì nghe nói công trình cũng lớn lắm. Nói chứ á, em cũng muốn má ở đây cho tiện, nhưng mà má không có muốn ở đây. Má có muốn về với chị không à? Mà phần á thì anh Hải á, anh cũng hay khắc khẩu với má, cho nên là em cũng biết tính làm sao. Mà em thấy á, má cũng hay la chị, không biết làm sao mà má có muốn về ở với chị không à? Thì má nói vậy thôi chứ chị có cãi gì má đâu. Mà lúc trước á, má dễ chịu lắm, má cũng thương chị nữa. Từ ngày má bệnh, má đau lưng nhức mỏi, má đổi tính nết, má khó chịu quá. Phận làm dâu con thì mình nhịn thôi chứ giờ làm gì giờ. Thì bởi nhiều khi á,
em cũng bực bội lắm luôn á, em tức điên luôn á chị. Mà nghĩ là con dâu á nên thôi mình nhịn cho rồi. Mà chị biết không, nhiều khi á má ruột mình á mình còn chưa ngoan được như vậy nữa. Ủa má xong rồi hả má? Má, ủa cái quần đen giống giày của tôi đâu mà sao tôi tìm không thấy vậy? Dạ chắc là con chưa giặt á má, để ngày mai con giặt xong con đem qua cho má nha. Đồ thay ra là phải giặt liền nó mới sạch chứ, làm có nhiêu đó thôi mà cũng không xong là sao? Thôi đi. Dạ. Dạ má về. Chị về nha. Dạ. Trời ơi, bộ điếc hay sao mà mở lớn quá vậy? Ôi trời ơi. Má, để con lau tay cho má, sạch sẽ mát mẻ mà mình ra mình ăn cơm nha má. Suốt ngày cái mở cái tivi lên hoài à, tôi đau đầu lắm. Sao cô không có kêu nó học hành gì đi, tối ngày cái dán mắt vô cái tivi hoài vậy? Cô mà chịu nó quá đó là sau này á nó đi đứng đường đứng chợ đó cô coi. Sao má lo cháu như vậy? Dù gì nó cũng còn nhỏ, nếu mà nó làm má không hài lòng á thì má nhắc nhở nó nghe lời má mà. Cô Bình nó vừa vừa thôi, tôi muốn tốt cho nó thì tôi mới nói như vậy. Cô đừng có đóng họng cô cãi tôi. Thôi cô đi ra ngoài giùm tôi đi. Con nói vậy thôi chứ con có cãi gì má đâu. Má, hôm nay con nấu toàn món ngon má thích không à. Má ra ngoài ăn miếng cơm để con uống thuốc, để tối nhức lưng má ngủ mới được á. Đi ra đi. Tôi mệt lắm, tôi đã nói rồi tôi không ăn uống gì hết. Cô đi ra khỏi phòng tôi đi. Trời ơi, tôi mệt gì đâu. Gì? Con vô mời bà nội ăn cơm đi con. Nhưng con sợ bà nội la con. Không có đâu, bà nội nói vậy thôi chứ chút xíu là bà nội hết giận à. Nha, con vô mời bà nội ra ăn cơm đi. Nhưng mà thôi khỏi, tôi đau cột sống chứ tôi không có bị bại liệt đâu. Dạ, con mời má ngồi ăn cơm. Ăn cơm sao không lo ăn cơm mà con mắc cái dán vô cái tivi hoài vậy? Lo cái coi tivi hoài, đập bể cái tivi đi. Gì? Lo ăn cơm đi con. Má cho con coi đi tí đi má. Bộ phim này sắp hết rồi, khúc này hay lắm má cho con coi đi má. Cô cứ chiều nó hoài, có ngày nó leo lên đầu cổ ngồi đó. Coi mà khôn ra thì coi, còn coi nói mà không có nghe lời á thì đập bể cái tivi luôn đi. Nó con đập bể tivi của con. Không được hỏi với nội. Lo ăn cơm đi. Thôi khỏi cô, khỏi cần gấp cho tôi. Cô lo cô dạy con cô kìa. Hết con rồi tới má. Chị không có nổi mà. Má, cháu nó còn nhỏ, có gì từ từ má dạy. Chứ má la nó hoài tội nghiệp nó quá. Tội nghiệp cái gì? Ý cô nói là tôi làm tình làm tội hai mẹ con cô hả? Nếu mà sống không nổi thì đi đi. Hai mẹ con cô cút ra khỏi nhà tôi đi. Má, tôi không muốn nhìn thấy mặt hai mẹ con cô nữa. Tụi đi giùm tôi đi. Nhi, con xin lỗi bà nội con. Nội. Đi ra đi. Tôi không có bà cháu gì với mấy người hết đó. Đi ra đi. Nếu mà không đi là tôi báo chính quyền đó. Cô Định nhớ, nhà này tôi đang đứng tên. Tôi nói thằng Định con tôi á, nó sẽ ly dị cô. Cô đi đi. Nếu không đi rồi tôi báo chính quyền đó. Đi.
đi đi. Hồng đi con. Hồng ơi, mệt gì đâu á, bực bội mà. Bực bội gì đâu không à, gặp gì đâu không đó. Má, giờ mình đi đâu hả má? Sao nội lại ghét hai má con mình dữ vậy má? Con nhớ lúc trước nội thương má con mình lắm mà. Thì bà nội già rồi nên bà nội đổi tánh. Với lại bà nội bệnh nên bà nội đau nhất cũng khó chịu nữa. Bà nội la chút xíu bà nội hết giận à. Bây giờ má dắt con qua nhà thím Hạnh, nhưng mà sau này con phải ngoan, ăn cơm thì ăn đàng hoàng, phải tắt tivi, đừng có để bà nội giận nghe không? Dạ. Thôi mình đi con. Hả? Chị nói gì? Má đuổi hai má con chị đi luôn rồi hả? Con còn chưa kịp ăn cơm luôn á thím. Trời ơi, tội cho con quá à. Bé Nhi, trong bếp còn cơm đó con, vô trong lấy ăn đi. Dạ. Đi đi con. Dạ con đi. Ừ. Thiệt tình á, chị cũng không hiểu sao má đổi tính kỳ cục như vậy luôn á. Hồi đó ông xã chị còn ở nhà, má có giận gì má chỉ nói nặng nói nhẹ vài câu à. Từ ngày má bệnh rồi ổng đi làm ăn xa, có đụng chuyện gì là má đuổi hai má con chị đi à. Em có nhớ hôm bữa má đuổi đi rồi má đi tìm về không? Em nhớ chứ, nhưng mà má cũng hay la chị, nhưng mà thiệt tình ra là má thương chị nhiều nhất luôn á. Chị có nhớ cái hồi mà má qua đây chơi không? Chơi có vài ngày rồi má cũng muốn về với chị à. Em nói chị nghe nè, chị ráng đi, ráng nhịn má đi. Thì chị có cãi gì má đâu, má la chị cũng im lặng mà nhịn. Tại kỳ này chị ức quá, chị mới cãi lại má vài câu á, thì mà má đuổi má con chị đi luôn à. Thôi. Nhớ lại lúc trước á, lúc má mới bệnh kìa, chị chạy ngược chạy xuôi lo cho má, cơm dâng nước rót mà bị đối xử như vậy chán lắm luôn á. Dạ giờ biết làm sao giờ, thôi chị ráng đi. Đợi vài bữa má hết giận rồi á, anh hai về á, rồi mình bàn tính tiếp. Nếu mà không được nữa thì em với chồng em á đưa má về đây nha. Ừ. Thôi ngồi chơi với em chút, chắc là má bớt giận rồi chị về. Dạ. Thôi cho chị gửi Mỹ Nhi lại đây nha. Dạ, chị cứ để nó ở đây đi, rồi chừng nào hết giận rồi chị đưa nó về. Nhưng mà em nói thiệt luôn á, chị có về bển á, má có nói gì á thì chị cứ nhịn đi, chị đừng có nói lại má. Ừ, thôi chị biết rồi. Nhưng mà thôi, chắc chị về á, má bệnh ở nhà để chị về chị coi má làm sao, chứ đâu có dám để má mình ở nhà đâu. Ừ, vậy cũng được. Vậy chị cứ về đi rồi để bé Nhi ở đây cho em. Khi nào má hết giận á là chị qua rước nó về ha. Tưởng mình sao? Đã là cho đi về để ở rồi mà còn không biết ơn nữa, không có rót được miếng nước để lên đầu giường cho mình nữa. Hả?
bị cáo Phạm Hồng Nhung. Tại sao bị cáo lại có hành động đổ thuốc trừ sâu vào bình nước nhằm đầu độc mẹ chồng mình là bà Nguyễn Thị Bảy? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo thật sự bữa đó rất là giận má chồng, tại vì má chồng mắng nhiếc bị cáo rất là nhiều lần. Có khi đuổi bị cáo đi, đốt cả quần áo của bị cáo nữa. Bao nhiêu lần bị cáo nhẫn nhịn, không dám cãi, vẫn chăm sóc cho má. Nhưng mà bữa đó bị cáo nhớ lại những lúc bị đối xử khắc nghiệt khó khăn như vậy, bị cáo rất là ức ức. Cho nên tôi nói thằng Định nó sẽ đi vậy con. Cô mà chiều nó quá đó, là sau này nó đi đứng đường đứng chợ nó không coi. Vì quá giận má chồng cho nên bị cáo mới làm bậy. Bị hại đối xử không tốt, sao bị cáo không nói rõ để hai mẹ con cùng giải quyết mà lại chọn cách tiêu cực trái pháp luật như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, thật ra lúc trước má chồng rất thương bị cáo, đi đâu má chồng cũng muốn về ở với bị cáo. Nhưng mà từ khi má chồng đổi bệnh, đau lưng cho nên đổi tánh, khắc nghiệt hơn, khó khăn hơn với con cháu. Chuyện gì má chồng cũng đem ra mắng chửi được. Đuổi mẹ con bị cáo đi rất là nhiều lần. Những lần như vậy, bị cáo có góp ý, có xin má bớt khó khăn khắc nghiệt hơn với con cháu, thì má chồng bị cáo lại càng giận dữ hơn, càng chửi nhiều hơn nữa, đuổi mẹ con bị cáo ra khỏi nhà, còn xúi chồng bị cáo ly dị bị cáo nữa. Phận làm dâu, bị cáo chỉ nhịn cho qua. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Hồng Nhung đối với bị hại là bà Nguyễn Thị Bảy là giết người. Bị hại và bị cáo vốn có mối quan hệ mẹ chồng con dâu, nhưng chỉ vì những xung đột, mâu thuẫn không đáng có mà bị cáo đã có hành vi dùng thuốc trừ sâu nhằm đầu độc bị hại, thể hiện sự coi thường tính mạng con người. Tuy nhiên, xét bị hại cũng có lỗi khi đã thường xuyên la lối vô cớ, có hành vi cư xử không đúng mực, gây ức chế dồn nén. Sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Vụ việc chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù về tội giết người. Mời bà Nguyễn Thị Bảy là người bị hại trong vụ án đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Theo cáo trạng, một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do sự quá khắt khe của bà trong cách hành xử với con dâu. Bà có ý kiến gì về điều này không? Kính thưa hội đồng xét xử, thật sự trong những đứa con dâu, người mà tôi yêu thương nhất đó là con Nhung. Dù tôi có đi nơi nào đi nữa, tôi cũng mong về ở với nó. Nhưng trong những năm gần đây, tôi bị bệnh, trong người tôi đau nhức dữ lắm, nên tánh tình tôi có thay đổi, thường hay cáu gắt. Từ khi con Nhung nó gây án,
tôi mới nhận ra là mình hành xử sai. Tôi thật quá đáng. Má, má xin lỗi con, má sai rồi. Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Nhung hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, mặc dù là con Nhung nó muốn sát hại tôi, nhưng suy cho cùng tôi là người có lỗi. Tôi thường hay làm khổ con khổ cháu. Trước giờ đó, mỗi lúc tôi đau ốm bệnh hoạn, Nhung mới thường chăm sóc cho tôi tận tình lắm. Mà bây giờ nó hành động như vậy, tôi nghĩ là nó bức xúc lắm. Kính xin hội đồng xét xử thương tình giảm án nhẹ cho nó. Có như vậy trong lòng tôi mới đỡ ái nái. Mời bà ngồi xuống. Mời anh Trần Minh Định là chồng của bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Anh có biết mâu thuẫn giữa mẹ mình và vợ là chị Nhung hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, thật ra thì do công việc cho nên tôi phải thường xuyên đi công tác xa. Công việc chăm sóc má, một tay vợ tôi chu toàn tất cả. Ngày xưa má với vợ tôi yêu thương nhau nhiều dữ lắm. Má còn định là để ngôi nhà lại cho hai vợ chồng tôi. Nhưng thời gian gần đây, tính tình má tôi có thay đổi. Tôi cũng biết là má lớn tuổi rồi, nhiều bệnh nữa, cho nên là tính tình thay đổi như vậy. Nhưng mà để tới dẫn đến hành động mà vợ tôi muốn giết người như vậy, thực tình là tới giờ tôi cũng không thể nào tin được. Vậy anh có ý kiến gì với bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát dành cho bị cáo Nhung hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, hiện giờ tôi chỉ mong là hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội tình cho vợ tôi. Chứ tôi nghĩ là chắc do vợ tôi bức xúc nhiều quá cho nên là mới có những hành động dại dột như vậy. Chứ nào giờ vợ tôi tính tình ngoan hiền lắm, đâu đến nỗi như vậy. Mời anh ngồi xuống. Mời chị Nguyễn Thị Hạnh, cũng là con dâu và là người làm chứng trong vụ án, đứng lên trả lời câu hỏi đồng xét xử. Cũng là con dâu, chị có thấy những thay đổi khác thường của mẹ chồng trong cách hành xử hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thật sự má chồng tôi thời gian gần đây tính tình có hơi thay đổi. Má khó tính, hay gắt gỏng với con cháu. Cái ngày mà má đem bình nước sôi có chứa thuốc trừ sâu qua bên tôi, má nói có người muốn giết má. Nhưng thật sự lúc đó tôi không thể tin đó là chị Hai. Vì chị Hai bản chất thường ngày chị rất là hiền lành, và chị cũng rất là nhẫn nhịn. Nhưng khi má biết được đó là chị Hai gây án, má tự trách bản thân mình hơn. Vì nhiều lần má hay khắt khe và khó chịu với chị Hai. Tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xem xét lại và giảm án cho chị Hai. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Phạm Hồng Nhung, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất ân hận về việc làm của mình. Bị cáo muốn xin lỗi má mình và muốn cảm ơn má đã hiểu và thông cảm cho hành động của con. Vì ức ức cho nên con mới dại dột làm bậy. Bị cáo đã biết mình sai, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ bản án cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo cho lực lượng công an quản lý.
Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Hồng Nhung đối với bị hại Nguyễn Thị Bảy là giết người. Vì những ức chế dồn nén trong mối quan hệ mẹ chồng, con dâu, bị cáo đã có hành vi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước nhằm đầu độc mẹ chồng. Tuy đây là một hành động bộc phát nhưng vẫn cần được xử lý nghiêm vì gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người khác. Bị hại không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Tuy nhiên, xét bị hại có lỗi khi làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng, khi thường xuyên la mắng, đỉnh điểm là đốt hết tư trang quần áo của bị cáo. Sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành thật khai báo, thể hiện tính hợp tác, xem xét những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Nhung 5 năm tù giam về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Thật lâu rồi tôi mới lại chứng kiến một vụ án mà cả bị cáo lẫn bị hại đều ý thức được những lỗi lầm của chính mình. Đó là bị cáo Nhung, cô con dâu từng rất ngoan hiền, nhẫn nhịn, nhưng cũng vô cùng nhạy cảm khi bị mẹ chồng là bị hại Bảy thường xuyên la rầy, đã có hành động nông nổi là đổ thuốc sâu vào ấm nước để đầu độc mẹ chồng. Nhìn hai người phụ nữ của hai thế hệ là trung tâm của phiên tòa hôm nay, tôi chợt nghĩ, giá như người mẹ chồng ấy biết thông cảm, biết tôn trọng con dâu mình hơn thay vì những cách hành xử quá đáng. Còn người con dâu hiểu hơn cho sự thay đổi, cho những cảm xúc của người già thì đâu ra nông nổi, thì đâu có cảnh cả bị cáo lẫn bị hại nhìn nhau đầy đớn đau trong phiên tòa mà cả hai đều biết mình mang lầm lỗi.